Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Hồng Trinh quay lại rồi đây nè. Hôm nay quý vị là nhìn thấy Hồng Trinh ngồi trước cái máy laptop của Hồng Trinh là tại vì Hồng Trinh cũng có nhận được những comment, rồi Hồng Trinh nhận được tin nhắn quý vị, rồi tin nhắn của các quý vị tìm được Facebook của Hồng Trinh đó, xong rồi nhắn tin cho Hồng Trinh nhưng mà Hồng Trinh không có trả lời bằng tin nhắn được, là tại vì không biết viết như thế nào để cho quý vị hiểu được cái sự việc mà Hồng Trinh nói trong hai cái video qua về những cái nguồn để đi tìm thông tin và những cái sự việc Hồng Trinh nói trong cái video trước. Nhưng bây giờ Hồng Trinh cảm thấy nếu mà cái sự việc đó, cái việc làm của Hồng Trinh mà giúp được nhắc nhở lại cho quý vị thôi, chứ Hồng Trinh không làm cái sự việc gì hơn là nhắc cho quý vị nhớ những cái tin tức cũ đó. Thì có rất nhiều người nói rằng sao không thấy chị Hồng Trinh bàn luận gì tới cái vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì Hồng Trinh xin thưa với quý vị là hiện tại bây giờ không hề có một cái tin tức gì mới về vụ cô Nguyễn Phương Hằng sau cái việc mà họ gọi là họ cấm xuất cảnh cho ba người mà phụ tá cho cô Nguyễn Phương Hằng trong các cuộc livestream đó để họ điều tra quý vị. Cái sự việc như vậy nó xảy ra thì Hồng Trinh thấy là cô Nguyễn Phương Hằng quay đi quay lại đã là 9 tháng rồi, thì là cổ đã quá cái thời hạn mà tối đa mà bình thường dù là trọng án đó quý vị, thì là cũng chỉ tạm giam 8 tháng thôi, mà cô Nguyễn Phương Hằng đã trải qua 9 tháng rồi quý vị. Thì khi mà nó trải qua 9 tháng như vậy đó thì là họ phải có đầy đủ yếu tố, hơn nữa là cũng phải có cái sự gọi là đồng ý của luật sư là nên giữ cô Hằng tạm giam thêm, là tại vì tối đa Hồng Trinh nhắc lại là tạm giam của nước Việt Nam đó quý vị, là tội đại hình vẫn chỉ là tối đa tạm giam là 8 tháng thôi. Và chứ nếu như là họ cần thêm hoặc là cô Nguyễn Phương Hằng có thêm sự việc để bổ túc thêm vào vào cuộc điều tra đó, mà cô muốn cho thêm thông tin đó, thì là cái sự việc đó thì là họ sẽ kéo dài thêm cái thời gian nào đó để họ đợi ngày tòa đó quý vị. Đó, cái đó là cái sự việc mà tòa án họ giải quyết trong những vụ án mà cần thiết. Ví dụ như Hồng Trinh đi, bây giờ Hồng Trinh bị tạm giam trong 8 tháng rồi đi, nó qua rồi, thì Hồng Trinh nói rằng tôi bây giờ có thêm việc, tôi muốn có thời gian để tôi khai thêm đó, thí dụ như vậy đi, thì là cái sự việc như vậy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là họ hỏi rằng có, họ bàn với Hồng Trinh và với luật sư của Hồng Trinh là có cần thêm thời gian, nếu cần thêm thời gian thì cái sự việc đó là cả đôi bên cùng chấp thuận là sẽ kéo thêm cái thời gian để đợi ngày tòa đó quý vị. Đó, thì đó là sự thật, đó là luật của tạm giam và để đợi cho tới ngày tòa xử đó. Đó, thì Hồng Trinh đối với một người như cô Nguyễn Phương Hằng thì Hồng Trinh tin rằng cổ đã có luật sư, và Hồng tin rằng luật sư của cô Nguyễn Phương Hằng khi mà chọn một luật sư thì phải là luật sư giỏi, Hồng Trinh tin là như vậy. Đó, thành ra chúng ta cứ chờ đợi mà thôi. Riêng về cái vấn đề quý vị hỏi Hồng Trinh là nghĩ sao về chị nghĩ sao về cô Nguyễn Phương Hằng sẽ phải chịu bản án như thế nào đó, thì theo như Hồng Trinh nhìn qua sự việc đó thì là ngay bây giờ thì họ chỉ nói rằng cô Nguyễn Phương Hằng chỉ bị tội hình sự, nhưng mà vẫn là tội 331 thôi quý vị, gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà nhục mạ người ta đó, nói như vậy cho nó dễ hiểu, thì là gọi là tội phỉ báng người ta đó, tội 331 đó. Thì nó ở cái vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng đó, nó khác vấn đề của Thiền Am bên bờ vũ trụ ở một cái nước, là tại vì cô Phương Hằng là cổ nói rằng là cổ là một mình cổ thôi. Nếu như quý vị theo dõi cô Nguyễn Phương Hằng đó thì là cổ nói là cổ là công ty
trách nhiệm hữu hạn một mình tao, quý vị đều nhớ như vậy phải không? Đó thì là cái sự việc đó, thì dù cho những người kia mà có giúp cho cố công việc gì đi nữa đó, thì là họ là cái người mà chịu cái trách nhiệm gọi là giúp cô ở trong đó thôi. Nhưng mà cô đã tuyên bố từ đầu là cô chịu trách nhiệm một mình cô. Cũng giống như nếu mà đem hai sự việc ra để mà so sánh đó, thì thí dụ như ông Lê Tùng Vân đó, mà ông đứng ra, ông nói rằng cái sự việc này là một mình tôi biểu làm sao tụi nó phải làm giống như vậy. Ông Chính nhắc rằng kể cả cái sự việc mà họ là con của ổng hay không phải là con của ổng, nhưng mà ổng nói rằng là cái đó là luật tôi ra như vậy đó. Tôi không cho tụi nó biết là tụi nó là con của tôi. Tôi cũng là cái luật của cái chỗ của tôi đó, là tôi nói một là một, hai là hai, tụi nó đều thi hành theo định của tôi, nói rằng phải làm như vậy. Thì là những anh thanh niên kia thì hoàn toàn là không bị gì cả, là tại vì nó chứng minh ra là họ ở đó từ hồi họ sanh ra quý vị, cho tới khi họ lớn lên, thì là cái sự việc là đều phải phục tùng mệnh lệnh của ông Lê Tùng Vân là giáo chủ ở cái nơi đó thì rất là hợp pháp và hợp lý để cho mà những cái anh thanh niên đó không phải chịu trách nhiệm gì nữa. Nhưng đây là ông Lê Tùng Vân, ông không đứng ra, tại như vậy mà những anh thanh niên này phải chia cái bản án với ông đó. Thì Hồng Trinh, đó là sự việc mà chúng ta đều biết rằng ở nơi đó thì họ gọi đó là ổng là giáo chủ đó, cũng giống như vậy đi đó. Thì nếu như mình sống ở đâu mà mình có một giáo chủ hay là mình phải nghe mệnh lệnh của cái người nào đó phải làm y như vậy, nếu không thì là không được á, thì là cái sự việc như vậy thì rất là hợp pháp và hợp với lý lẽ quý vị đó. Thì nếu như ổng là cái người, nếu ổng nói ổng năm nay ổng 90 tuổi, ổng nói ổng bệnh đủ thứ hết trơn, cuộc đời ổng không sống được bao lâu, thì nếu như ổng dũng cảm ổng đứng lên ổng nói đừng có làm gì tụi nó, là toàn là tôi không, tụi nó không có tội gì chứ, dù nó nói cái gì, nó có phỉ báng ai hay nó có làm cái lỗi gì cũng là nó theo cái lệnh của tôi nó làm hết đó. Thì là mấy anh kia chỉ bị rất là nhẹ, vì cái tội rất là nhẹ thôi, chứ không có bị chia, không có bị bản án nói tới mấy năm như vậy. Thì về vấn đề cô Nguyễn Phương Hằng thì cô đã tạm giam tới nay là từ cái hôm lễ Noel nó tới bây giờ đó, thì là được 9 tháng đúng, thì bây giờ cô đã hơn 9 tháng rồi quý vị. Mà như Hồng Trinh lặp lại là tối đa cho được tạm giam đó, dù là tội đại hình vẫn là 8 tháng thôi. Thì bây giờ Hồng Trinh trả lời câu hỏi của vị đó, mà theo nhận định của Hồng Trinh là cô Nguyễn Phương Hằng, cô đã bắt đầu bằng là cổ kêu la lên về cái sự việc ông Võ Hoàng Yên không phải là thần y, ông là một người lừa đảo đó. Thì cổ có nói ra cái sự việc là ông lừa, cũng như là vì cái lý do như vậy mà ông cầm 200 tỷ của ông Huỳnh Huy Dũng và cô Nguyễn Phương Hằng, đưa cho ông 200 tỷ để ông lo cho cái sự việc là chữa bệnh miễn phí, và ông làm những cái trạm xá để ông chữa bệnh. Nhưng mà tại vì ông nói ông sẽ chữa bệnh miễn phí mới xảy ra cái chuyện là ông Huỳnh Huy Dũng với bà Nguyễn Phương Hằng bỏ ra cái số tiền 200 tỷ cho thần y để thần y giúp bác thánh đó. Thì sau đó khi chúng ta biết là cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau ở sở cảnh sát đó, thì là ông Võ Hoàng Yên ông đã hoàn trả lại 17 tỷ đó. Thì khi ông trả 17 tỷ xong thì cái con số 183 tỷ còn lại đó thì chính quyền họ xử rằng đó là tự nguyện đưa ra chứ không phải là ổng lừa đó. Thì cái sự việc đó thì từ đầu vợ chồng của ông Huỳnh Huy Dũng và cô Nguyễn Phương Hằng đã chấp nhận là nếu mà họ mất cả 200 tỷ đi thì họ cũng cam lòng, đây là họ muốn kêu gọi lên để cho ổng ngưng cái sự việc là nước Việt Nam không có thần y đó, để mà không có thêm nạn nhân. Tại vì sau khi giúp ổng cái số tiền đó thì họ biết được rằng là ổng bán vé cho người ta đó, mà ổng cũng chẳng phải là thần y gì cả. Thì sau đó ngay tiện đây thì Hồng Trinh muốn nói cho quý vị cái nhận định của Hồng Trinh.
là tại vì Hồng Trinh vẫn mới đây thôi, Hồng Trinh vẫn nghe cô Diệp Đậu lên chửi con quỷ hả ông Nguyễn, con Hằng đó, đó. Con giặc Hằng đó. Là tại vì mê trai, là tại vì gì đó, mê trai, mê cu, mê gì đó, là cô, đó là lời của cô Diệp Đậu nha, nói như vậy, là không được cái cũ gì đó, thì bắt đầu mới là tức lên, thì mới là kiện người ta, thì cái đó nó chỉ là một cái cuộc, gọi là, cái đó là cái nhận định riêng của cô Diệp Đậu thôi, cái nhận định của Hồng Trinh thì không phải là như vậy, là tại vì nếu như không có ông Võ Hoàng Yên thì đâu phải chỉ có một mình ổng có cái đó đâu. Nè, thành ra là cái nhận định của cô Diệp Đậu thì Hồng Trinh, cái đó là cái chuyện cãi nhau như con nít thôi. Chứ còn nó, cái người mà mình ngồi mà mình nghĩ ra cái sự việc rất là lớn, đó là một ông nhận mình là thần y mà đã gọi là đó, thâu rất là nhiều tiền của bá tánh sau khi nhận 200 triệu với lời hứa là cái đó là dự định là sẽ chữa bệnh miễn phí cho bá tánh, nhưng mà cái sự việc đó không xảy ra. Vậy sau là họ đã đi công an và dân đó. Hồng Trinh vẫn còn nhớ, Hồng Trinh rất là cảm ơn những YouTuber hồi đó đó, chạy ra tận miền Trung, đi xuống vùng sâu, vùng xa kinh khủng luôn, để mà nó phỏng vấn các người mà đã là nạn nhân của ông Lê Tùng Vân, mà họ phải vay mượn với cái gọi là mượn nặng lãi đó quý vị, để mà đi gặp thần y đó. Thì những cái sự việc như vậy thì cổ nói lên cái sự việc đó, thì bây giờ mình không đem cái chuyện ấu chỉ là tại vì mê trai không được mà trả thù, tại vì cái sự việc đó đối với Hồng Trinh là cái chuyện đàn bà nói ra những cái câu đó là nói theo cái kiểu cãi bừa cãi bướng cái gì đó Hồng Trinh không biết, nhưng cuộc đời mình nhìn ra đó, cái người nào mà có càng nó lại như vậy nè quý vị, là càng mê mà mê không được á, thì lại càng không làm gì người đó đâu. Đó. Nếu như họ mê được á, thì là có thể như là sau một thời gian họ có cái gì với nhau rồi đó, rồi họ mới xảy ra cái chuyện không vui đó, thì là họ có thể làm như vậy. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà chỉ yêu đơn phương mà không được cái người đó đó, thì cái tâm lý của người phụ nữ là sẽ không làm gì người đàn ông đó đâu, họ sẽ im luôn, là tại vì cái sự việc mà yêu cái người nào mà người ta không yêu lại đó, thì thường thường họ không làm gì đâu. Thành ra cái mà Hồng Trinh cũng hy vọng là các phụ nữ, nhất là các phụ nữ đó, đừng bao giờ đem cái câu lên đó lên nói rằng là tại vì mê ông Võ Hoàng Yên không được thì mới làm ra cái sự việc này, là tại cái sự việc này nó rất là lớn, liên quan đến nhiều sức khỏe và sinh mệnh, và nó cũng liên quan đến tính mạng của vài người, và nó cũng liên quan tới tổn thất của những người nghèo đã đóng tiền cho ông Võ Hoàng Yên, cũng như là cũng có rất nhiều nạn nhân ở bên nước Mỹ này đã đi đến gặp ông Võ Hoàng Yên, và họ nói rằng họ phải trả tiền rất là nhiều mới được gặp ổng, rồi sau đó không có cái gì là thần y ở đâu ra cả, là kể cả những người mà bỏ cả bao nhiêu tiền bạc ra để bay về Việt Nam để mà gọi là dầm về ở đó để đợi gặp thần y đó, thì chúng ta nếu mà theo dõi cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng từ đầu thì chúng ta đều theo dõi và nghe rất là nhiều nhân chứng ở bên Mỹ này nữa, có nhiều cô cũng nói là vì bay về đó để gặp ổng, rồi cũng có người ổng qua bên Mỹ, cũng có người đứng ra làm chứng là cũng tới Cali, tới Texas để gặp ổng nhưng mà ổng không chữa được bệnh. Bây giờ ông Trinh nhắc sự việc như vậy là tại vì cái thời gian mình không nói đến cái chuyện cô Nguyễn Phương Hằng cũng khá lâu rồi. Bây giờ Hồng Trinh sẽ trả lời câu hỏi mà theo nhận định của Hồng Trinh là cái vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng sẽ phải xử theo cái hướng nào. Thì nếu như luật sư của cổ và nếu như dư luận nó đều nhìn nhận cái sự việc là khi việc đã lên tin tức thì cái sự việc đó phải được công nhận trước tòa. Khi mà đài truyền hình quốc gia lên tin, đài truyền hình quốc gia quý vị, ví dụ như VTV1, VTV4, những đài truyền hình đó chứ không phải là đi theo YouTube được. Thì những đài truyền hình đó họ thông tin ra thì những cái sự việc đó phải được nhìn nhận là sự thật. Đó.
Tại vì trước khi họ lên tin tức, họ đã phải có cái nhận định rất là chắc chắn trước khi mà những tin tức đó được đem lên đài truyền hình quốc gia, quý vị. Đó. Thì Hồng Trinh quay lại cái sự việc đó để trả lời câu hỏi là có rất nhiều sự việc liên quan tới các cuộc livestream của cô Nguyễn Phương Hằng, chứ không phải là chỉ có đơn giản là cổ lên cổ chửi người ta. Đó. Thì khi mà Hồng Trinh tham gia những cuộc nói chuyện với quý vị và theo dõi rất là nhiều kênh YouTube đó, thì Hồng Trinh không bao giờ đánh giá hay là không bao giờ chê trách hay là đánh giá những người nào mà vì tức quá họ văn tục chửi thề ở trên YouTube, là tại vì họ có cái người thì rất là nóng tính, có người thì rất là bộc trực, có người thì không nhịn được khi mà bị người ta sỉ nhục mình nhiều quá, thì tự nhiên khi nói chuyện bao nhiêu cái tức tối gì đó thì là họ sẽ văng ra rất là bậy bạ. Nhưng mà cái sự việc đó Hồng Trinh theo dõi và Hồng Trinh bỏ hết những cái rườm rà đó ra ngoài, mà Hồng Trinh chỉ có giữ được cái ý chính thôi. Bởi như vậy thành ra là những gì mà em Hồng Trinh lấy ví dụ đi, là một cô em mà Hồng Trinh lên theo dõi livestream của em, đó là em Phương Anh đi, thì quý vị chê trách rất là nhiều là ăn nói tục tiểu rồi ăn nói dơ bẩn đủ thứ ha. Thì Hồng Trinh cũng chỉ Hồng Trinh lên nghe nha, những lời của em mà nói ra mà nó rườm rà bên ngoài mình kêu là đệm đàn đó. Sao có nhiều khi em đàn nhạc rock hơi mạnh, đàn nhạc rock lực mạnh quá bé Phương Anh đó. Nhưng mà Hồng Trinh để cái âm nhạc của em ra bên ngoài, Hồng Trinh chỉ nghe lời của em nói cái gì thôi, Hồng Trinh sẽ bắt ra những cái ý chính mà em nói thôi đó. Còn nếu như là mình không làm như vậy thì những người nào mà người ta có cái uất ức trong người mà người ta phải xả hết ra ngoài người ta mới chịu được đó, thì là chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được những cái gì ở trong cuộc nói chuyện của họ. Thì Hồng Trinh lấy cái thí dụ đó để Hồng Trinh nói tới người thứ hai đi. Ví dụ như cô Hoàng Kim Dung đi, cổ khóc lóc, cổ tức tối, cổ văn, cổ chửi đủ thứ. Và Hồng Trinh cũng chỉ nghe coi tại sao cổ phải chửi. Đó. Nó là như vậy, chứ còn Hồng Trinh không đánh giá người ta là sao mà ăn nói như vậy. Tại vì cái đó nó là cái tâm tư của người ta, cái đó nó đang là cái tức tối trong người của người ta, mà người ta phải nhất định là phải nói chuyện như vậy thì người ta mới xả được, người ta mới nói được tiếp cái lý do tại sao nó làm người ta tức như vậy đó quý vị. Thì lấy cái trường hợp như vậy để nói vô cô Nguyễn Phương Hằng, thì lúc đầu khi cổ mới xuất hiện, cổ là một cái người nói chuyện rất là chất phác đó. Cổ là một người, tại vì Hồng Trinh theo dõi từ trước khi mà cổ hay đi những cái ngôi chùa mà cổ bỏ tiền ra xây đó, rồi cổ đi tới đó thì cổ cũng hay có cái câu là em đẹp không quý vị, cái câu đó là cái câu của cổ đó, là người phụ nữ là lúc nào mới tự tin là mình đẹp. Rồi những cái lúc đó là cổ chưa có lên livestream đâu quý vị, cổ đi mấy cái chùa thì cổ nói chuyện cho mấy sư cô nghe, thì mấy sư cô ở những cái ngôi chùa đó có vẻ cũng khó chịu là sao cổ vô đây cổ cứ nói là em đẹp không quý vị, với lại sư cô thấy Phương Hằng đẹp không hay thế này thế kia đó, là cái đó là cái chuyện cổ chỉ nói đệm vô cho nó vui thôi, chứ Hồng Trinh tin rằng phụ nữ nào đó thì là cũng biết về sắc đẹp của mình, cũng như Hồng Trinh luôn lúc nào cũng biết là Hồng Trinh già rồi. Và Hồng Trinh lý do tại sao mà Hồng Trinh không quan tâm gì tới là tại vì Hồng Trinh đến cái tuổi này rồi sẽ để cho mình tự nhiên mà già đi. Hồng Trinh có người mẹ chồng nó rất lớn tuổi rồi quý vị, hiện giờ mẹ chồng của Hồng Trinh đang rất là bệnh nặng và cụ già lắm rồi, cụ ở tuổi 90 rồi quý vị. Nhưng mà Hồng Trinh lúc nào cũng thấy mẹ chồng của Hồng Trinh là người một bà cụ rất là đẹp, đẹp lắm, tóc bà trắng phơ hết, bây giờ bà bịnh hết, răng của bà không còn được như mấy chục năm trước nữa. Nhưng mà đối với Hồng Trinh đó thì bà là một bà cụ đẹp lắm. Bây giờ Hồng Trinh còn điệu, Hồng Trinh còn nhuộm tóc này kia, chứ còn nếu mà tóc của Hồng Trinh nó sẽ trắng hết đó, thì Hồng Trinh sẽ không nhuộm nữa đâu. Còn đây là nó đang ở thời kỳ đó quý vị, nó chưa có trắng hết.
Thành ra là các con hay nói mẹ ơi mẹ nhuộm tóc đi. Lý do thứ hai nữa là Hồng Trinh mới nghỉ đây thôi. Hồng Trinh là một người, mình nói cho nó chính xác đi, Hồng Trinh là một người thợ tóc quý vị. Hồng Trinh mới phải gọi là đưa cái tiệm tóc của mình cho một cô em, là tại vì Hồng Trinh lớn tuổi rồi. Hồng Trinh xong cái nó may quá, nó xảy ra như vậy thì nó xảy ra vụ dịch thì Hồng Trinh không làm gì nữa đó. Nhưng mà quý vị tưởng tượng đi, một người đi tới tiệm tóc, mình là chủ một tiệm tóc mà tóc của mình không quan tâm tới, mình để cho nó bạc phơ hay là mình không chăm chút gì hết con người của mình đó, thì làm sao mà mình làm đẹp cho người ta được. Ở cái lý do như vậy. Nhưng mà mới đây thôi, là từ cái hồi mà Hồng Trinh không làm gì nữa đó, thì Hồng Trinh quyết định rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến là mình nhìn thế nào nữa. Mình sẽ là một bà cụ già đi y như mẹ chồng của Hồng Trinh vậy. Tại vì đối với Hồng Trinh thì mẹ đẹp lắm. Vậy đó. Thì Hồng Trinh nói chuyện vào vòng một hồi, Hồng Trinh hay có cái tật là kể thêm một cái chuyện gì đó mà Hồng Trinh đang nghĩ tới đó. Thì bây giờ Hồng Trinh quay lại với nghĩ sao về cái vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì tại vì Hồng Trinh vẫn nói mình chừa đi những cái phần mà lúc sau này á, cổ bị người ta lên, người ta phỉ báng cổ nhiều quá, rồi người ta chê cổ đủ thứ, người ta như vậy mà làm cho một người phụ nữ còn ở cái tuổi trẻ như cổ đó, cổ vẫn còn trẻ quý vị, khoảng 50 tuổi, thì đối với Hồng Trinh là người phụ nữ ở cái tuổi đó đó, họ vẫn còn thích đẹp, họ vẫn còn chăm chút sắc đẹp, cũng như là vẫn còn da ở đâu mà nám thì họ đi, họ làm cho nó đẹp ra đó. Thì là cổ đang ở đó mà người ta cứ đi lên, người ta nói rằng là cổ chỗ này mập quá, chỗ kia như thế này quá, chỗ này như kia quá. Thì đâm ra là cổ bị tự ái của người phụ nữ lên, mà cổ gọi là bắt đầu lôi người này ra chửi, người nào mà bắt đầu chê cổ là cổ chửi lại liền đó quý vị. Đó. Thì cũng may là Hồng Trinh nhìn, Hồng Trinh nhìn thấy cái điểm đó và Hồng Trinh rất là nhiều lần nghĩ trong bụng là em gái ơi, dù sao đi nữa em 50 tuổi, em như vậy thì là vẫn còn đẹp lắm, mặc kệ người ta nói gì đi. Nhưng mà phần đông phụ nữ đó thì là như vậy quý vị. Nếu mà người ta chê mình xấu quá hay là người ta nói là mình như thế nào đó, còn Hồng Trinh á, người ta có kêu Hồng Trinh xấu như con quỷ, Hồng Trinh vẫn nói là già rồi thì đâu có ai mà còn xinh đẹp gì nữa đâu quý vị. Mà quý vị thấy không, nó náo cái nó nhăn tùm lum nè. Hồng Trinh lớn tuổi lắm rồi thì Hồng Trinh cũng không quan tâm nữa. Nhưng cô Nguyễn Phương Hằng lúc sau đó thì là cổ như vậy quý vị. Cổ bị một đám đàn ông ở bên Mỹ này nữa vô duyên vô cớ cứ lôi ra rồi nói tầm bậy tầm bạ đó, rồi cổ tên Phương Hằng thì gọi cổ là con hừng nắng, con gì đó, những cái sự việc như vậy để làm cho những cái người đàn ông đó, chính là tại sao mà cổ chửi họ là tại vì họ như vậy. Thì là tất nhiên là Hồng Trinh nghĩ rằng có ai mà tự nhiên không vô duyên vô cớ gì, chỉ vì vài cái đồng YouTube mà tự nhiên lôi một người phụ nữ ra mà nói tới như vậy mà họ không biết dơ miệng họ. Thì như vậy thì là cái sự việc mà một người phụ nữ tức quá mà chửi đó, thì Hồng Trinh không bao giờ trách các chị em phụ nữ. Bởi như vậy thành ra Hồng Trinh không bao giờ, Hồng Trinh nói sao em nói bậy thế, sao em nói tục thế, là tại vì cái đó là cái cách người ta xả ra cái gì ấm ức trong cái người của họ đó quý vị. Và Hồng Trinh không thấy cái vấn đề đó là cái vấn đề gì đáng chê trách cả, ít nhất là họ sống thật với họ. Riêng Hồng Trinh thì Hồng Trinh không ai chọc tức được Hồng Trinh hết, là tại vì Hồng Trinh rất là hạnh phúc với cuộc đời của Hồng Trinh và rất là hài lòng với những gì mà Hồng Trinh có. Hồng Trinh chỉ lo sức khỏe của mình thôi, thành ra là Hồng Trinh chẳng bao giờ tức khi người ta chê mình già hay người ta chê mình xấu, tại vì cái sự thật nó là như vậy. Hồng Trinh bây giờ đã già rồi và đã xấu. Bây giờ Hồng Trinh nói đến sự việc nhé. Sự việc là quý vị hỏi là sự việc tội của cô Hằng, cổ đi lên bắt đầu là cổ nói ra Võ Hoàng Yên, về sau thì cổ không được cái
cô không được cái sự gọi là hướng, cái lời giải thích của anh Hoài Linh, thì là bắt đầu cô mới nóng giận lên. Thì ngay khi đó thì là nó mới xảy ra cái sự việc tìm ra được là anh Hoài Linh anh giữ lại cái tiền mà anh quyên góp cho miền Trung đó. Anh bây giờ Hồng Trinh nói là anh chậm giải ngân 6 tháng đó. Vì cái lý do đó mà mới có cái sự việc là chửi ra, là vì nghệ sĩ đó tự nhiên họ vào họ binh Hoài Linh đó quý vị, họ binh Hoài Linh, họ chửi cổ, họ lập nhóm hoặc lập gì họ chửi cổ. Nó có cái sự việc là người nào đi lên mạng đó mà người ta lập nhóm, người ta chửi lén đó, thì Hồng Trinh không quan tâm đâu. Nhưng riêng với cô Nguyễn Phương Hằng thì cô biết ra cái sự việc là nghệ sĩ binh nghệ sĩ biết là sai vẫn cứ lập nhóm để binh đó, thì là cô không chịu nổi. Là tại vì rõ ràng như cái cô nào mà thí dụ như muốn đang không nổi tiếng mà tự nhiên muốn được Hoài Linh quan tâm đó, thì bắt đầu nhào vô. Như cô Vi Oanh đó, nó bắt đầu là như vậy. Tại vì cô là cái người Hồng Trinh không coi cô là một ca sĩ nữa, là tại vì cô chỉ có một hai bài hát thôi, cái gì để cho em khóc này kia, với cô đi lên cô thi gì đó gương mặt thân quen này kia thôi. Hồng Trinh không coi cô là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà cô nổi tiếng hơn là báo chí họ đăng về scandal cổ là cái người quen rất nhiều đại gia đó, là cái đó là sự thật, vẫn còn rất nhiều bài báo đó. Thì khi đó thì tự nhiên cổ nhảy vào cổ binh đàn anh đó, thì cái sự việc như vậy nó mới như nghệ sĩ Hồng Vân hoặc là nghệ sĩ Đàm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng vô trong nhóm kín đó mà nói lên cái sự việc 14 tỷ, thành ra nó mới bể ra cái sự việc mà mới dây dưa ra như vậy. Nhưng những gì cổ nói nó có thật quý vị. Những gì mà cổ nói về cái chuyện nghệ sĩ và tiền từ thiện là nó có thật. Thành ra là cái sự việc đó không thể nào mà nói hết tất cả đều là phỉ báng. Đó là sự thật cổ nói ra. Nhưng cái cách nói của cổ về sau càng ngày cổ càng hung hăng lên, cổ nói nó quá lời đi thôi. Nhưng mà cái ý chính cổ nói đó nó có thật. Bây giờ Hồng Trinh nói như vậy thì Hồng Trinh phải chứng minh nữa đó. Tại vì nếu mà Hồng Trinh không chứng minh thì quý vị sẽ nói rằng Hồng Trinh là đang gì fan cuồng gì cuồng cuồng mẹ cuồng cuồng con gì đó. Ok, không phải. Đây là sự thật quý vị. Bây giờ Hồng Trinh chứng minh trước nhé. Chứng minh trước là chửi thần y Võ Hoàng Yên, phải không quý vị? Đây là sự chứng minh của Hồng Trinh nhé. Đây là đài truyền hình quốc gia nha quý vị. Xin chào tất cả các bạn. Không quan trọng các bạn là ai, các bạn đang làm cái gì. Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi lúc này đang hiện lên hình ảnh của ông Võ Hoàng Yên, 46 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận. Câu chuyện với ông Yên gây xôn xao dư luận suốt những ngày gần đây khi ông tự nhận mình là thần y có thể chữa khỏi cho câm, điếc, bại liệt và rất nhiều bệnh khác nữa. Tin vào những lời đồn thổi và cả lời tự quảng cáo của ông Võ Hoàng Yên thì nhiều người dân từ khắp mọi nơi đã tìm đến và sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để có thể chữa bệnh. Và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã mời ông về để chữa bệnh cho 1.000 người dân ở đây. Thử hư việc chữa bệnh này ra sao? Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong 2 ngày qua đã khẩn trương điều tra. Sau nhiều tháng, ông Trần Ngọc Quang, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa cháu nội là Trần Lý Anh Việt, 8 tuổi đến ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh câm bẩm sinh, nhưng đến nay vẫn không nói được. Rồi trong chọn chữa cho nó bất và bệnh cho cháu, nhưng mà trở lại về nhỏ thì nó không có phát triển, không có thấy hà đau dễ vậy. Tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn có trên 60 người bị câm điếc, bứa cổ, bại liệt, được đưa đến trung tâm huyện Bình Sơn để ông Võ Hoàng Yên cứu chữa. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương không ghi nhận các ca sau khi chữa hết được. Thì chúng tôi nhà ông ta cũng rất mong muốn được chữa bệnh, mà thực tế thì đã đi làm thì
có được hiệu quả không thì cũng chưa nghe người dân nào mà đi khám bệnh gì đó nói là khen ông đây là trường cách tôi chức thành ca chưa bị thành công. Trước đó tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn long trọng tổ chức mời ông Võ Hoàng Yên về Bình Sơn khám bệnh cho gần 1.000 người dân. Qua 2 ngày xác minh, các trường hợp công an huyện Bình Sơn làm việc trước đó được ông Yên khám chữa bệnh, nhưng đến nay đều không khỏi bệnh. Câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăng như ông Võ Hoàng Yên, sao lại được một số địa phương cho phép hành nghề? Đặc biệt chính quyền địa phương còn tổ chức trao tặng bằng khen cho ông Võ Hoàng Yên. Cái việc mà chữa cầm biến đó, mà theo phương pháp của đồng y như ông Võ Hoàng Yên này thì nó không có cái cơ sở để chứng minh, không có cái phác đồ điều trị nào của Bộ Y tế hướng dẫn hết. Người dân bình thường không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại, bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, tiền mất tật mang, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với chính quyền của một huyện, tỉnh, các cơ quan y tế trách nhiệm quản lý về các hoạt động y tế trên địa bàn, có chuyên gia, có các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ, tại sao lại không phát hiện ra sự nhố nhăng đó để ngăn chặn? Phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này trong phóng sự sau. Đó quý vị, đó là cái sự việc mà cô Nguyễn Phương Hằng bắt đầu bằng sự tố cáo và ngay khi cô tố cáo thì bản tin này lên xác nhận là ông Võ Hoàng Yên là giả danh là thần y để lừa gạt rất là nhiều người dân. Đó, thì khi cô Nguyễn Phương Hằng đem vấn đề đó ra thì cô nói lên sự thật. Khi nào cô không nói lên sự thật của cô chửi người ta nhưng mà nó không phải là sự thật đó. Thì vấn đề đó đối với Hồng Trinh nó mới là cái sự việc mà nói rằng phỉ báng người ta mà không có thật quý vị. Đây là đài truyền hình quốc gia lên tin quý vị ha. Còn nói về mặt là chửi các nghệ sĩ đó, thì Hồng Trinh cũng không thích. Ông Trinh nói thật lòng là khi mà cổ bắt đầu mà cổ nóng giận lên rồi bắt đầu cổ quá lời cổ chửi thì Hồng Trinh ngồi ở đây, Hồng Trinh nói rằng từ từ mà bình tĩnh xuống, còn cô lên mạng mà cô cứ tiếp tục giống như vậy thì rõ ràng là cái chửi của cổ nó kéo cuộc livestream nó rất là dài. Nhưng mà cổ nóng quá cổ chịu không được quý vị. Chẳng hạn như mấy cái người đàn ông ở bên Mỹ này tự nhiên không mắc mớ gì hết. Thế họ tại sao mà họ lôi cổ ra họ chửi cổ thì cũng như Tony Phạm phải công nhận đó, phải công nhận rằng là chửi cổ có nhiều tiền quý vị, vì cái lý do như vậy họ vì vài cái đồng tiền YouTube thôi mà họ không phải vài cái đồng tiền mà là nhiều tiền YouTube, rồi vì Tony Phạm cũng khẳng định là cái số tiền mà gọi là đi lên mà nói xấu cô Hằng nó cho tới bây giờ Tony Phạm còn chưa xài hết nữa. Đó, là quý vị nghĩ rằng mà đi Việt Nam xong rồi mua xe mới rồi đủ thứ trò vẫn chưa hết tiền quý vị. Như vậy là thì thí dụ như cái kênh như kênh Nguyễn Tiến Dũng đi thì là cũng có lạ gì đâu, cũng là như vậy thôi. Mình thấy bây giờ nếu mà mình ngưng chửi cổ thì mình nói cái gì đâu có tiền. Thôi bây giờ mình cứ tiếp tục mình chửi cổ đi, tại tiền nó đang vô. Như vậy nó mới là cái gọi là rất là oan trái trong cái vấn đề mà những người đàn ông nhìn rất là sạch sẽ, lịch sự như vậy mà mở miệng ra nói những cái câu rất là tục tiểu dơ giấy về người phụ nữ mình không hề có liên quan. Đó, bởi như vậy thành ra là Hồng Trinh không trách cô Nguyễn Phương Hằng, Hồng Trinh trách những người đàn ông đó nhiều hơn. Hồng Trinh thấy rằng người đàn ông ví dụ như Tony Phạm hoặc là Nguyễn Tiến Dũng đó thì mình là đàn ông mình có muốn bình luận về một người phụ nữ đó mình cũng không. Tony Phạm thì nói như vậy đâu, Tony Phạm thì nói đá người ta kêu rằng là nói móc nói méo cái gì nhiều thôi. Còn nói về Nguyễn Tiến Dũng đó, thì thật là quá đáng khi mà một người đàn ông mà kêu hừng nắng hừng gì đó đó rồi lôi ra những cái chuyện rất là tục tiểu nói về cô Nguyễn Phương Hằng, rồi cũng như là lại đem cái luận điểm là nói rằng là mê trai mà không được á, đem những cái vấn đề đó ra thì Hồng Trinh thấy những người đàn ông đó thật là không đáng ở cái giai đoạn đó. Bây giờ Tony Phạm đã công nhận cái sự việc đó là mình không nên đó thì khác, nhưng mà đến bây giờ vẫn cứ ngồi nhơn nhơn cái mặt ra mà vẫn tiếp tục ăn tiền bằng những cái cuộc nói chuyện lừa gạt đó
thì là không 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 nên như vậy. Là Hồng Trinh sống ở Mỹ, Hồng Trinh nói lên sự thật, Hồng Trinh không sợ ai cả, là tại vì những việc Hồng Trinh nói, Hồng Trinh nắm được sự thật và Hồng Trinh có sự thật ở trong đó. Thành ra Hồng Trinh không không sợ đâu quý vị. Hay không không phải là sợ mà Hồng Trinh không ngại đâu. Hồng Trinh không ngại khi mà những gì Hồng Trinh trao đổi với quý vị đây có sự thật và có chứng cứ. Bây giờ Hồng Trinh nói tới vấn đề thứ hai về về cái vấn đề mà làm sao mà nói về các nghệ sĩ, làm sao lại nói họ phỉ báng là họ ăn chặn tiền từ thiện này kia, làm sao mà nói họ lem nhem tiền từ thiện này kia đó. Thì bây giờ Hồng Trinh lại phải một lần nữa chứng minh cho quý vị thấy nha. Đây là sự chứng minh Hồng Trinh, đây không phải là luận điểm của Hồng Trinh mà đây là từ đài truyền hình quốc gia nha quý vị. Mời quý vị cùng Hồng Trinh theo dõi. Collagen miếng xào nhân sâm của công ty Vui Sống USA giúp sáng hồng làn da. Hàng trăm tỷ đồng quyên góp của những người nổi tiếng là nhiều vụ việc lùm xùm, phơi bày mặt trái hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua. Một nghị định mới vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng này, chuyên nghiệp hóa hoạt động từ thiện, cần thay đổi từ pháp lý đến nhận thức. Ngày hôm nay xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vấn đề hôm nay. Không có ai sinh ra để chuyên đi làm từ thiện và cũng không có cơ sở nào đào tạo ngành nghề làm từ thiện. Nhưng nó lại là một phần không thể thiếu trong đời sống, một giá trị văn hóa nhân văn mà mọi quốc gia đều tôn vinh và khuyến khích. Ở nước ta thì hoạt động từ thiện nở rộ trong những năm gần đây. Đặc biệt là những người nghệ sĩ, những người nổi tiếng đã kêu gọi được số tiền ủng hộ rất lớn. Đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó, nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, phân phối, thông tin trong quá trình từ thiện. Điển hình như là trường hợp của các nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên hay là Trấn Thành thời gian gần đây. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chính thức đưa ra lời xin lỗi khán giả và người dân miền Trung sau khi giải ngân hơn 15 tỷ tiền quyên góp cứu trợ. Lẽ ra, số tiền này phải được chuyển đến miền Trung cách đây 6 tháng. Người nghệ sĩ này đưa ra nhiều lời giải thích cho sự chậm trễ của mình. Thậm chí sau khi bị chỉ trích, trong vòng chưa đầy một tuần đã giải ngân xong toàn bộ số tiền nợ đọng. Nhưng mất mát về lòng tin của người hâm mộ dành cho ông là không thể tránh khỏi. Hoàn toàn kịp thời, xông pha vào vùng khó khăn nguy hiểm. Năm ngoái, ca sĩ Thủy Tiên từng huy động được số tiền kỷ lục cứu trợ người dân miền Trung. Sự nỗ lực của cô được cộng đồng rất trân trọng. Tuy nhiên, sự minh bạch cụ thể trong chi tiêu, phân phối tiền quyên góp đến giờ này vẫn là một câu hỏi. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện một nhóm anti-fan hơn 90.000 thành viên. Đến nay, vẫn kiên trì yêu cầu Thủy Tiên giải trình về những bất hợp lý trong kê khai hóa đơn chứng từ. Cũng trong thời gian qua, diễn viên Trấn Thành phải xin lỗi các mạnh thường quân. Lý do là các khoản tiền được chuyển đến địa chỉ khác với kế hoạch ban đầu, nhưng anh đã không kịp thời thông báo cho họ. Thì Trấn Thành có chuyện gấp chứ. Tôi cho rằng cái lý lẽ sâu xa nhất cần nằm ở chỗ nghệ sĩ là những người vô cùng cảm tính. Họ không biết rằng là đằng sau cái đấy là cái gì. Và từ thiện không chỉ là một việc làm tình cảm, đấy hoàn toàn là phải làm một việc ý chí. Cho nên người ta mới nói là không chuyên nghiệp. Thưa bà Xuân Thu ạ, vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái có nói là sâu xa vấn đề ở đây là từ thiện nó phải làm công việc lý trí chứ không phải là cảm tính như là các nghệ sĩ đã và đang làm. Theo bà là có phải rằng là đã đến lúc chúng ta sẽ phải thay đổi về cái quan niệm làm từ thiện hay không ạ? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái là từ thiện thì cũng cần phải thay đổi cái cách làm và phải xác định làm một cách hết sức là chuyên nghiệp thì mới đạt được cái kết quả. Và làm từ thiện thì không bao giờ là cái việc dễ hết nếu như chúng ta làm hết trách nhiệm. Và nếu chỉ là triển khai các hoạt động từ thiện để kiếm lợi được tài chính hay lên tiếng hay nhận sự biết ơn thì những người làm từ thiện đấy cũng phải xác định được là mình làm từ thiện vì cái tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng phải có cái kỹ năng chuyên nghiệp thì mới nên đứng ra để kêu gọi vận động và triển khai các hoạt động từ thiện. Dạ.
Chúng ta thấy là như là trong các cái vụ việc gần đây của các nghệ sĩ thì một vấn đề nổi lên rất lớn đó là vấn đề minh bạch về thông tin trong cái việc phân phối, kê khai các hóa đơn, chứng từ, giấy tờ với cái khoản tiền từ thiện. Thế thì với bà nghĩ rằng là cái yêu cầu công khai với các cá nhân khi làm từ thiện nó phải như thế nào, nó phải ở mức độ nào ạ? Nếu như người làm từ thiện mà bằng cái tiền của họ trực tiếp đem đi cho hoặc là đi tặng thì họ có quyền cho bao nhiêu hoặc cho ai hoặc làm việc gì là do họ quyết định. Nhưng nếu mà họ sử dụng tiền của người khác ký gửi để làm thì phải có cái kế hoạch là phải đảm bảo được cái sự công bằng sử dụng cái khoản tiền đó nó đúng người đúng việc và cũng phải có trách nhiệm để thông tin kịp thời minh bạch cho những người đã đóng góp cho mình. Cả hai bên đều phải có trách nhiệm. Những người ủy quyền đó cũng phải có cái yêu cầu đối với người kêu gọi là phải thực hiện theo cái nghĩa vụ nào và họ phải có cái trách nhiệm gì trong cái việc sử dụng cái mua khoản tiền hoặc là hàng hóa mà người ta ủy quyền cho cái người kêu gọi đó thực hiện. Và cũng phải kèm theo đó là mình cũng phải có sự theo dõi, giám sát để tránh cái trường hợp là làm không đúng như cam kết. Thế còn bản thân cái người mà đi thực hiện cái nhiệm vụ đó thì họ cũng phải có trách nhiệm báo cáo hay là thông báo. Dạ vâng, như vậy là có thể thấy là vì chúng ta chưa có những cái cam kết rõ ràng giữa người kêu gọi và người tham gia đóng góp nên nó mới dẫn đến là những tranh cãi và cũng rất khó xử lý, đúng không ạ? Mới đây thì dự thảo nghị định về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Rất nhiều quy định mới được đưa ra so với nghị định 64 ban hành cách đây 12 năm về lĩnh vực này. Những điểm mới cơ bản như sau. Đối tượng được phép tham gia vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. Ngoài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng thì còn có các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các tổ chức tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện của tập thể cá nhân thuộc đơn vị mình và các cá nhân. Tổ chức huy động từ thiện phải công khai thời gian, địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền hàng đóng góp tự nguyện trước 1 đến 3 ngày trước khi bắt đầu tổ chức thực hiện. Công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu thực hiện hỗ trợ. Cá nhân khi vận động tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động tiếp nhận. Đồng thời, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân nơi tài trợ để đảm bảo phân phối kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng. Cá nhân có trách nhiệm báo cáo công khai về hoạt động vận động tiếp nhận, phân phối sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu. Ở đây thì có điểm rất là nổi bật, đó là bổ sung quy định là quỹ xã hội này, quỹ từ thiện này, cá nhân này được tham gia vận động từ thiện. Đây là một điều mà chúng ta đã theo kịp với thực tế, đúng không ạ? Đúng là cái điểm mới của cái dự thảo nghị định này là bổ sung thêm cái đối tượng là cá nhân, các quỹ từ thiện. Ngoài các cái đối tượng trước đây được quy định là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ và các quỹ xã hội từ thiện và các cơ quan báo chí. Cái quy định này thì nó đáp ứng cái yêu cầu thực tiễn. Nhưng điều quan trọng là đã quy định rằng nếu cá nhân đứng ra làm từ thiện thì phải có thông tin và phải có phối hợp với chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban Nhân dân ở địa phương đó. Thế thì bà nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi nhiều đến cái tình hình từ thiện hiện nay của chúng ta hay không? Cái việc quy định phải thông báo với chính quyền địa phương là rất là cần thiết, bởi chính quyền địa phương thì mới biết rõ được là nhu cầu cần phải trợ giúp cho ai, trợ giúp cái gì và cái việc điều phối các cái nguồn từ thiện hoặc hỗ trợ đó là nó phù hợp và nó đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Và bản thân những người đi làm từ thiện thì cũng nên dựa vào chính quyền địa phương để hỗ trợ mình trong cái công việc đó để nó đảm bảo cái hiệu quả và tốt nhất. Dạ vâng. Nhìn ở một góc độ khác thì chúng ta cũng phải nói tới trách nhiệm của cả những người đóng góp từ thiện. Rất nhiều người khi mà nhìn thấy những mái nhà chìm trong nước lũ, những cảnh đời khốn khó vì bệnh tật thì đã không ngần ngại chuyển ngay tài khoản cho người này rồi người kia đang kêu gọi thống thiết mà không quan tâm là tiền ấy sẽ được sử dụng thế nào. Lợi dụng tâm lý này, rất nhiều kẻ lừa đảo đã xuất hiện. Và lừa đảo từ thiện trở thành một loại tội phạm mới có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tất cả tạo ra những hệ quả xã hội không nhỏ, cần phải có những giải pháp cả về nhận thức và pháp lý.
Trước đây nếu mà đi làm tình nguyện hoặc làm thiện nguyện thì người ta sẵn lòng. Nhưng cho đến bây giờ thì người ta sẽ phải cân nhắc là trong trường hợp đấy mình có nên tin vào người đó hay không, hay là mình sẽ phải tìm kiếm những cái nơi khác. Và rõ ràng chúng ta sẽ thấy là điều này nó hạn chế đi rất nhiều cái niềm tin của những cái người mà có mong muốn làm công tác thiện nguyện cho những cái người gặp khó khăn ở trong cuộc sống, cho những cái người gặp khó khăn ở trong xã hội. Tôi nghĩ rằng là đây vấn đề không phải là ban hành một vài cái quy định cụ thể, mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải xây dựng một cái luật hoàn chỉnh ở tầm quốc hội. Các nước ấy, họ đây coi đây là một lĩnh vực hoạt động rất là quan trọng của xã hội và đều có một cái khuôn khổ pháp lý rất là hoàn chỉnh. Thì trong cái khuôn khổ pháp lý đó nó quy định là các cái quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên tham gia. Thưa bà Xuân Thu ạ, chúng ta đang nói tới trách nhiệm của cả những người tham gia đóng góp từ thiện nữa, bởi vì như chúng ta thấy là vừa qua thì hiện tượng lừa đảo từ thiện thì đã xuất hiện khá là nhiều. Thì theo bà, bản thân những người đóng góp từ thiện cũng phải có một sự tỉnh táo như thế nào để tránh bị lừa đảo? Theo tôi thì người đóng góp từ thiện cũng phải rất là tỉnh táo và chậm mặt gửi vàng, cũng đừng chạy theo phong trào hoặc là tin tưởng quá vào thần tượng, mà phải nên tìm hiểu kỹ cái hoạt động kêu gọi từ thiện nó cho mục đích gì và cam kết của người kêu gọi ra sao. Nhất là nếu như nghị định 64 sửa đổi có quy định người kêu gọi phải đăng ký với chính quyền địa phương, nên yêu cầu người kêu gọi thông báo kế hoạch hoạt động cụ thể, dự toán các cái khoản chi tiêu cần thiết và có cam kết để thực hiện đúng kế hoạch cũng như là thực hiện đúng trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó, để tránh cái trường hợp là người kêu gọi từ thiện thì đưa ra những cái thông tin chung chung và cái người mà đóng góp thì cũng không có cái yêu cầu cam kết cụ thể nên sẽ xảy ra sự tranh chấp. Với những đơn vị từ thiện chuyên nghiệp như là Hội Chữ Thập Đỏ thì trong những năm vừa qua, thời gian vừa qua thì đã tuân thủ những cái nguyên tắc nào của hoạt động từ thiện chuyên nghiệp ạ? Hoạt động từ thiện chuyên nghiệp thì nó có cái nguyên tắc đó là phải đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc vận động quyên góp và quản lý sử dụng cái nguồn vận động quyên góp đó. Số tiền, số cái nguồn vận động được là tiền là hàng thì cũng phải được ghi nhận công khai, minh bạch trên website hoặc là văn bản của tổ chức cá nhân, và trong trường hợp cần thiết thì cũng phải có sự thanh tra kiểm toán theo quy định, và trong quá trình sử dụng thì công khai, minh bạch, đảm bảo là đi đúng mục đích và tiết kiệm hiệu quả. Có thể nói là nghị định sắp tới khi ra đời thì sẽ là một cái bước ngoặt rất là lớn trong việc quản lý hoạt động từ thiện của chúng ta. Thì bà có cái đề xuất gì để mà nghị định sẽ phát huy thực sự cái chức năng, cái ý nghĩa quản lý và giám sát của một văn bản pháp luật ạ? Tôi thì mong muốn là Bộ Tài chính và các đơn vị tham gia soạn thảo cái nghị định này thì tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân, cũng như là rút kinh nghiệm từ những cái bài học thực tiễn vừa qua để có những quy định phù hợp. Ở trong đó thì đặc biệt là quan tâm đến việc quản lý, giám sát cái việc quyên góp và sử dụng nguồn đóng góp của các quỹ từ thiện và cá nhân. Cũng cần phải đưa vào những quy định cụ thể hơn về việc đăng ký kêu gọi của các cá nhân, cũng như là việc cam kết với người kêu gọi người đóng góp. Thì phải thay đổi được cái tình trạng là từ thiện tự phát như hiện nay thành cái từ thiện chuyên nghiệp như các nước đã và đang làm. Đấy là mong muốn cao nhất của chúng tôi về tổ chức nhân đạo từ thiện Việt Nam. Tôi xin cảm ơn. Thưa quý vị, đây bản tin này là ngay ở cái thời đoạn, ở cái giai đoạn mà cô Nguyễn Phương Hằng đang kêu lên về cái vấn đề mà các nghệ sĩ làm từ thiện, và khi mà biết ra được cái sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh đó thì là bắt được là họ ở trong cái nhóm kính đó, họ phỉ báng cổ rất là nhiều đó. Thì Hồng Trinh ngồi ở đây lại bắt đầu ngày mai kêu là cái gì con cuồng cuộn già gì đó. Hồng Trinh thì không phải, Hồng Trinh chỉ nói lên cái vấn đề là cái sự việc gì nó cũng có hai chiều quý vị đó. Thì cái việc mà kêu ông Võ Hoàng Yên là giả dạng thần y để lừa người ta đó, là sự việc đài truyền hình VTV1 có thông báo. Và về cái sự việc của nghệ sĩ không rõ ràng về cái chuyện quyên góp tiền từ thiện đó, cũng là đài VTV1 lên tiếng ngay cái thời điểm mà cô Nguyễn Phương Hằng đã nói về cái sự việc của các nghệ sĩ làm từ thiện đó. Thì sau khi mà họ rút cái kinh nghiệm từ cô Nguyễn Phương Hằng đó, thì là họ đã có một cái luật mới đi ra, thì là
chúng ta không thấy nghệ sĩ kêu gọi từ thiện nữa, là tại vì từ đó trở đi thì họ có cái luật làm từ thiện. Thành ra quý vị vừa mới nghe xong một bản tin quý vị quyên góp tiền ra. Nếu quý vị quyên ở bên nạn ở bên Việt Nam hay quý vị ở bên Mỹ này, quý vị đã trải qua những cái cuộc quyên góp như vậy, thì Hồng Trinh cũng hy vọng rằng Hồng Trinh cũng đang lên tiếng nói về vấn đề những người mà kêu gọi quyên góp mà chúng ta không thấy cái người nhận đó có một cái dấu hiệu gì là họ đã nhận sự giúp đỡ. Thành ra Hồng Trinh mới nói về cái vấn đề đó. Đây là Hồng Trinh đang trả lời cho quý vị nào hỏi rằng cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng đó phạm vô cái tội 331 đó thì cái mức độ của nó như thế nào. Thì là Hồng Trinh lên tiếng để trả lời cho quý vị là cổ đã nói lên cái sự việc mà Đài Truyền hình Quốc gia công nhận là có thật quý vị. Còn những cái tiếng đệm, tiếng chửi, tiếng gì ra đó thì Hồng Trinh nói rằng ai chửi mình chửi lại. Tại nó có cái thai chiều chứ không phải là tự nhiên cổ chửi người ta quý vị. Đó. Thì trước khi mà kết cổ vô cái tội là tại sao đi lên trên livestream chửi người ta, thì những người nào mà đã từng chửi cổ đó thì phải chịu cái phần trách nhiệm là đã chửi cổ trước đó quý vị. Theo như Hồng Trinh là thấy như vậy, cổ bị phỉ báng trước thì những người mà họ phỉ báng cổ trước đó họ có chịu trách nhiệm hay không. Ví dụ như nói trường hợp như cô Việt Hà đi, tự nhiên là đang là bạn, đã cô Nguyễn Phương Hằng là bạn, tự nhiên đem lên chửi hay là nói cái gì trước thì mới gây ra cái sự việc là cô Nguyễn Phương Hằng cổ chửi lại. Cô nhà báo Hằng Ni cũng như vậy, thì cô Nguyễn Phương Hằng chửi lại. Và cái sự việc của ông Đức Hiển thì là ổng là chủ nhiệm của báo Pháp Luật trong 20 năm, thì là ổng đăng lên trên tờ báo đó để ổng quyên góp từ thiện trong 20 năm. Sự việc đó là có thật và ổng chưa có một lần nào sao kê cả. Đó, thì tới bây giờ chúng ta không thấy cái sự việc đó xảy ra ở trên báo Pháp Luật nữa. Như vậy cái sự kêu gọi của cô Nguyễn Phương Hằng nói ra đó là cổ nói lên sự thật chứ không phải cổ vu khống cho ổng. Bây giờ nếu mà ổng đi ra tòa đó thì là ổng, thì nếu mà kết tội là vu khống cho ông Đức Hiển đó, thì ổng sẽ phải khai ra là trong 20 năm trời ổng đăng lên ở trên báo để ổng quyên tiền từ thiện đó, thì không phải một mình ổng mà các em của ổng cũng làm như vậy nữa. Thì là ổng có, quý vị nghĩ rằng ổng có nhiệm vụ làm cho minh bạch cái sự việc bao nhiêu tiền trong bằng đó năm ổng thâu nó đi đâu không quý vị? Là tại vì không hề có một cái dấu hiệu gì là ổng dùng một chút tiền nào để ổng giúp cho cái nạn lụt hay là nạn gì cả đó. Thì bây giờ cô Nguyễn Phương Hằng vẫn tiếp tục bị người ta tố cáo và người ta kiện đó. Thì bây giờ thí dụ như Hồng Trinh lấy thí dụ đi là Tony Phạm đi. Tony Phạm ơi, em đã từng gọi là nó lãnh rất là nhiều tiền YouTube từ cái sự việc là đem cô Nguyễn Phương Hằng lên để nói để cho cô tức mình quá. Nhưng mà Tony Phạm, cái cách nói của Tony Phạm đó thì Hồng Trinh thấy rằng là không có tục tiểu. Tony Phạm chỉ có chọc cho cổ chửi thôi đó. Thì bây giờ nếu như em có được cái gì để mà giúp được cô Nguyễn Phương Hằng thì chị Hồng Trinh nghĩ rằng em có thể giúp được cổ, là em nên đưa ra những cái sự việc gì mà có thể như chị Hồng Trinh vừa mới nói đó, người ta phải chửi mình, người ta phải làm cái gì mình đó. Đó, thí dụ như cô Việt Hà, nghe nói là cổ vẫn đang bỏ đơn vô để cổ kiện cô Nguyễn Phương Hằng. Những em nào như là em Duyên Mai đi đó, em cũng đã lãnh rất là nhiều tiền YouTube từ cô Nguyễn Phương Hằng, và bây giờ em cùng với Tony Phạm lên tiếng là mình đã vì cái tiền YouTube mà mình nói quá cái sự thật đi, hoặc là mình lên mình chửi Nguyễn Phương Hằng gọi là chửi bất chấp đó, giống vậy thì Nguyễn Phương Hằng mới tức mình, mới phải lôi mình lên chửi. Thì Nguyễn Phương Hằng tức quá, Nguyễn Phương Hằng nói tới tên mình thì là mình lại càng có nhiều view hơn đó. Những cái sự việc như vậy thì cũng nên cảm ơn Nguyễn Phương Hằng bằng cách rằng em biết cái việc gì mà có sự thật nên giúp cho Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng chỉ nhẹ tội đi thôi, chứ thật ra là Nguyễn Phương Hằng đã chịu 9 tháng rồi. Thì chị Hồng Trinh thấy 9 tháng hoặc là cho tới ngày cái vụ án xử xong đó, có thể là nó kéo dài tới thời gian xử xong Nguyễn Phương Hằng đó,
thì là Hồng Trinh nghĩ rằng thời gian Nguyễn Phương Hằng trả giá cho cái sự việc lên mạng làm ồn đó thì chắc là cái thời gian cũng là đủ quý vị đó. Thì Hồng Trinh hy vọng rằng khi mà sự việc bây giờ Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được đem ra xử, thì Hồng Trinh nghĩ rằng sau cái sự việc được xử xong thì là cũng đủ thời gian để Nguyễn Phương Hằng trả giá cho cái sự việc mà họ cho là làm ồn xã hội đó quý vị đó. Thì Hồng Trinh nghĩ như vậy đó, là Hồng Trinh nếu như Hồng Trinh đó là một cái người có thể nói lên cảm nghĩ của Hồng Trinh nghĩ sao, thì Hồng Trinh là cái người sống rất là công bằng. Hồng Trinh chưa bao giờ cười ai, kể cả Hồng Trinh nói thật, kể cả cái cô như cô Trăng Khàng đó đi lên chửi Nguyễn Phương Hằng và chửi tới mà bẩn thỉu bất chấp vậy, Hồng Trinh vẫn nói rằng cô này tại vì cô đang không có được ai để ý hết, cô lôi sự việc đó ra cô chửi thì cô vừa được ăn tiền YouTube, cô lại được vừa được người ta nói tới Trăng Khàng, chứ người ta cũng quên cô đâu phải là ai nổi tiếng nữa đâu, đâu phải là nghệ sĩ gì nữa đâu, cô cũng chỉ là một cô người mẫu mà người ta lãng quên rồi đó, là cái tuổi cô cũng lớn sanh con rồi, thì như vậy tự nhiên chửi Nguyễn Phương Hằng thì người ta nhắc tới Trăng Khàng, là sự việc là Hồng Trinh chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì là tất cả những ai ở cái thời điểm đó mà chửi Nguyễn Phương Hằng cũng được rất là nhiều tiền đó quý vị đó. Bởi như vậy thành ra là bây giờ chúng ta nhìn lại thì cái sự việc đó có nên lấy lại cho Nguyễn Phương Hằng một chút cái công bằng là tại vì mình đi lên trên mạng mình chửi cổ trước không đó. Cũng như một người như Nguyễn Tiến Dũng thì Hồng Trinh hy vọng còn một chút cái gì đó để mà nhìn lại đó, mình ăn được rất là nhiều tiền YouTube chỉ vì mình đem lên mình kêu hừng nắng hừng gì, mình đem cái sự việc lên mình chửi bới cái gì đó đó. Mình nghĩ như vậy, có nhiều lúc mình cũng phải nghĩ lại là cái đồng tiền mình lãnh được từ cái sự việc mà mình mở cái miệng ra mình vô duyên vô cớ mình sỉ nhục một cái người phụ nữ mình không hề quen biết ở đâu tuốt bên Việt Nam đó, thì cái sự việc đó thì Hồng Trinh chỉ nhận định ở trong cái sự thật mà Hồng Trinh suy nghĩ. Hồng Trinh đối với Nguyễn Phương Hằng chẳng có quen biết gì cả, mà Hồng Trinh nói cho nghe, ở đời này đó chỉ có cha mẹ của Hồng Trinh là người mà cha mẹ Hồng Trinh và cha mẹ chồng của Hồng Trinh, là có thể Hồng Trinh lúc nào trong người của mình cũng rất là thần tượng và rất là dành rất nhiều thời gian và tình yêu thương cho, còn không thì chẳng ai cả, nó là như vậy. Thì Hồng Trinh đã trả lời xong câu hỏi của Hồng Trinh. Hồng Trinh cũng hy vọng là phiên tòa để xử cô Nguyễn Phương Hằng sẽ xảy ra rất là sớm, và Hồng Trinh cũng kêu gọi rằng người nào cũng như là Tony Phạm đi, hoặc là Duyên Mai đi, hoặc là trong suốt cái quá trình mà mình chửi Nguyễn Phương Hằng đó, hay là mình kiếm tiền nhờ nói tới Nguyễn Phương Hằng đó, Hồng Trinh lặp lại nha, Tony Phạm không có chửi Nguyễn Phương Hằng, mà Tony Phạm chỉ có khịa với chọc cho Nguyễn Phương Hằng, nghĩ rằng là nó nói những cái điều mà người ở bên này mình kêu là make fun đó quý vị, là chọc ghẹo người ta để người ta phải chửi đó đó. Chứ Tony Phạm thì không có nói tục về Nguyễn Phương Hằng đó. Thì Hồng Trinh cũng hy vọng rằng khi sự việc xảy ra, mà nếu mà mọi sự giúp đỡ gì mà nhìn thấy quý vị nhận định rằng cô Việt Hà cổ có nên là cái người nói rằng là tôi tiếp tục nộp đơn kiện Nguyễn Phương Hằng, hoặc là tôi sẽ làm cái gì Nguyễn Phương Hằng tại vì Nguyễn Phương Hằng phỉ báng tôi, quý vị nghĩ rằng cô Việt Hà cổ có đủ cái yếu tố để làm như vậy, trong khi cổ là cái người lên tiếng nói về Nguyễn Phương Hằng trước, thì quý vị nghĩ đi, có nên hay không? Thì Duyên Mai nghĩ đi, có nên hay không? Thì mọi sự giúp đỡ gì, mọi lời nói ra để làm chứng, mọi cái chứng cớ gì cho Nguyễn Phương Hằng thì cũng sẽ giúp được xử công bằng và nhẹ hơn cái sự việc mà chúng ta nhìn thấy là Hồng Trinh tin rằng sau 9 tháng họ mới bắt đầu họ hỏi tới những người mà giúp cho cổ, vì chúng ta đều biết là cô Nguyễn Phương Hằng cổ không có giỏi vi tính, cổ không có biết dùng những cái sự việc này, thì là những cái chứng cớ hoặc là những cái gì đó thì là
những cái người phụ tá của cổ đó thì họ nắm nhiều hơn đó. Thì Hồng Trinh tin rằng là họ bổ sung vào cái cuộc điều tra của họ bằng ba người phụ tá. Hồng Trinh nghĩ vậy đó. Okay. Thì mọi lời nói của Hồng Trinh ngày hôm nay là nhận định riêng của Hồng Trinh. Hồng Trinh nói cho quý vị nghe không liên quan gì tới Quốc Võ, là lời nói của Hồng Trinh, và Hồng Trinh hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi phát ngôn của mình. Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Bye bye.